Vâng, xin được mến chào tất cả anh em audio trên toàn quốc nhá. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022. Cao Hiền xin được trở lại cùng tất cả các bác với một lô micro hàng nội địa của Đài Loan. Tất cả những tính năng hiện đại nhất có thể đang được tích hợp tại dòng micro này. Nói về chất lượng cũng như là giá thành thì ai cũng có thể mua được. Như thường lệ, đầu tiên Cao Hiền xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn tin tưởng, luôn đồng hành cùng với Cao Hiền trong khoảng thời gian qua. Và mong rằng tất cả các bác vào những ngày đầu xuân năm mới, trước khi xem video của Cao Hiền thì các bác hãy dành lại 1-2 giây, hãy tặng em Hiền nút like. Tất cả các bác chúng ta là những người chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận sự ưu đãi cũng như xem những video tiếp theo Cao Hiền sẽ update ở trên kênh YouTube Cao Hiền Audio anh em nhé. Và Cao Hiền chỉ có duy nhất một số điện thoại là 0936 554 566. Số này thì có cả Facebook, có cả Zalo. Và đây chính là số hotline, duy nhất một số điện thoại thôi. Làm việc trực tiếp chốt đơn với Cao Hiền Audio anh em nhé. Các bác lưu ý giúp em là đừng ấn nhầm số, bởi vì nếu ấn nhầm số là rất hay lạc sang số điện thoại khác. Và cũng đã rất nhiều các anh em khách hàng đã phản hồi về việc này thôi. Rồi ok, và bây giờ thì em Hiền sẽ đi vào hạng mục chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đến tất cả các bác với một dòng micro UHF ProSo. Nó chính là dòng SH UO575. Hàng này của nó thì đòi cao nhất hiện nay ở trên thị trường Việt Nam. Và cũng đã rất nhiều các bác có những cái dòng tương tự như thế này rồi. Và em Hiền cũng đã bán rất nhiều rồi. Dòng này có một cái đặc điểm là nó có hệ thống hỗ trợ cho chống hú anh em nhé. Hệ thống hỗ trợ cho chống hú, và hai nữa là nó có một cái đường kiểm âm. Đường kiểm âm dành cho micro chuyên nghiệp. Đấy, các bác chúng ta có thể là sử dụng gia đình, sử dụng phòng hát hoặc các bác đi show. Đấy, nó có đường kiểm âm riêng để cho tất cả các bác chúng ta kiểm tra hệ thống âm thanh ra đã đạt chuẩn hay chưa. Đấy, và bây giờ thì em Hiền sẽ giới thiệu trước tiên về cái đầu thu. Đấy, do cái hệ thống điện nó bị lóa, cho nên là các bác nhìn qua camera của em thì sẽ không thể đẹp được như ở bên ngoài các bác nhá. Thì các bác chịu khó nhìn và theo dõi kỹ cái video này. Đấy, và em Hiền xin được nói là ở bên ngoài nó đẹp hơn ở trong video rất nhiều lần. Nói về cái đầu thu, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu về cái đầu thu cho các bác xem nhé. Trước mắt các bác thì đây chính là cái đầu thu của thằng SHUO575. Đấy, mà của hãng ProSo đây sản xuất. Đấy, và con này của nó sử dụng sóng UHF các bác nhé. Ở bên phía trái này thì nó có một cái đường mic out. Mic out thì nó chính là cái đường kiểm âm. Các bác có thể cắm tai nghe, cắm đường line. Đấy, chuyển sang vang số thì các bác cắm đằng trước này cũng được. Đấy, và các bác có thể cắm đằng sau cũng được. Đấy, và đường này nó thay cho một cái đường kiểm âm hoặc là một cái đường line để cho các bác có thể cắm đằng trước hoặc cắm đằng sau. Đấy là cái việc thứ nhất. Và thứ hai, nếu mà nhìn tổng quan về cái mặt này của nó thì nó có một cái màn hình màu đen ở giữa, hai cái viền màu trắng đấy ở hai bên. Đấy, và kết hợp một cái màu giữa đen và trắng. Đấy, kết hợp giữa màu đen và màu trắng. Và ở mặt con này thì nó có một cái bố cục, đó chính là bố cục cân. Đấy, hai cụ phím hai bên và hai nút volume cũng hai bên. Đây là cái đường kiểm âm, và bên này của nó là nút nguồn ProSo nha, 5,5 SHUO. Đấy, và em xin phép nói cho các bác nha, riêng con này của nó là toàn bộ là đời của nó là thấp nhất 2017 cho đến 2018, 2019. Ba đời này của nó thì có một cái cấu hình tay chân đầu thu như nhau và cái tính năng như nhau. Thứ nhất là dòng này của nó là có gia tốc. Đấy, thứ hai là có tự ngắt. Và thứ ba là con này của nó có hệ thống hỗ trợ chống hú. Những cái dòng đời 2017 trở xuống thì nó có bo mạch riêng. Đấy, nhưng mà đời 2018 trở lên thì con này của nó là có tất cả bo mạch của nó đã nhập luôn vào main rồi. Đấy, và cái tính năng tiếp theo đó là tính năng thứ tư. Con này của nó sóng cực kỳ khỏe, cho nên là anh em có thể đi làm show, làm sự kiện là rất ok, bởi vì dòng này tiếng cực kỳ đẳng cấp. Đấy, tiếng cực kỳ đẳng cấp luôn các bác ạ. Nếu để nói tất cả những cái dòng micro hàng mới cỡ tầm khoảng từ 5 cho đến 7 triệu đấy, không có cửa đỏ. Còn tất cả những dòng đuôi chuột hoặc là những dòng micro khác đấy, với cái tầm tiền tầm khoảng 2 triệu rưỡi đấy, tầm tiền cỡ khoảng 2 triệu rưỡi quay đầu, nếu mà nói về big buy các bạn nhá, thì không có cửa ăn về độ sạch, độ mịn cũng như là độ ấm đấy, độ trong của bộ micro này các bác nhá. Đấy thì các bác theo dõi này, ở trên bộ micro này thì nó hiển thị cả 3 số và 6 số. Đấy, và ở bên sóng AF và sóng RF đấy, thì tất cả nó đều là hiển thị theo
chế độ đèn mưa. Đây em lắc cái tay của nó này. Đấy các bác nhìn nhá. Nó là hiển thị theo chế độ đèn mưa và ở đây nó có chế độ báo pin đây. Đấy, đèn mưa các bác nhá. Đèn này của nó là đèn mưa. Đấy, và có hiển thị cả 3 số cả 6 số. Ở bố cục cái màn hình này của nó thì là màn hình trắng đen. Đấy, đầu của nó cũng kết hợp màu trắng đen và trên tay của nó cũng là màu trắng đen. Cho nên là nếu mà nói về tổng quan thì bộ micro này xét về thẩm mỹ cũng như là chất lượng. Đấy. Giá thành vẫn chưa bằng một bộ micro nhái thì theo các bác có nên lựa chọn hay không? Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua về cái tay của nó đây. Đấy, tay của nó thì đây các bác, côn của nó là màu trắng này, côn màu đen và tất cả côn của nó là zin 100%. Đấy, côn của nó là zin 100% luôn các bác ạ. Nếu mà nói về cái côn này thì các bác có thể liên tưởng đến hình thức cũng như là cái bề ngoài rất giống với lại một số cái đời côn của micro dòng Bayer vỉ tím đuôi chuột hàng cao cấp ấy, rất giống. Nhưng mà em xét qua thì cái dòng này của nó thì nếu mà nói về cái chất lượng âm thanh đấy, nó khá là đẳng cấp luôn. Còn nếu như mà để mà nói các bác mua được một bộ côn xịn như này nhá, không có tầm khoảng 600.000 cho đến 700.000 các bác cũng không thể tìm được. Bởi vì những dòng côn xịn hàng của hãng theo máy theo tay thì thật sự nếu mà các bác muốn mua cũng không có các bác ạ. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác xem này. Đấy, đối với con này của nó là đời 2018-2019 hết các bác nhá. Và ở trên cái nút bấm đấy, cũng như là màn hình thì nó có khác một chút. Bởi vì cái đời này của nó thì nó màn hình nó hơi dài một chút. Đấy, đời này màn hình nó hơi ngắn một chút. Nhưng mà cơ bản về hình thức cũng như là ruột gan thì nó giống y hệt nhau. Đấy, giống y hệt nhau. Cho nên là em Hiền gửi cho các bác bộ nào thì các bác vui lòng nhận bộ đó, chứ các bác không nên lựa chọn, bởi vì lựa chọn tránh cái tình trạng là nó sẽ bị nhầm lẫn. Thật sự là đây cũng là một cái mà để anh em chúng ta có một cái giao kèo mà nó không được chuẩn thì thành ra em Hiền lại sai. Cho nên là các bác vui lòng thông cảm giúp em là cái này và cái này của nó ruột gan y hệt như nhau, không có gì khác cả. Đấy. Và cái tay của nó trong quá trình sử dụng, bởi vì cái dòng này của nó là toàn bộ là nhôm nguyên khối hết các bác nhá, nhôm CNC nguyên khối hết, thì màu sơn của nó tay còn rất là đẹp, nhưng màu sơn của nó là nó có thể là bị bạc. Bởi vì cái này của nó thì em tháo phòng karaoke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, duy nhất chỉ có 10 bộ mà thôi. Đấy, không có nhiều. Và 10 bộ micro này đã tương ứng với 10 phòng karaoke bên nước ngoài. Đấy, và cái chất lượng về âm thanh cũng như là cái độ đạt, cái độ đẳng cấp thì thật sự em sẽ nói cho các bác biết được rằng là nó khá là đẳng cấp luôn. Còn đây cho em xem, các bác xem nhé. Em đã cố tình tháo một cái ruột của nó ra. Đấy, tháo một cái ruột của nó ra thì nó thật các bác là bố cục của nó như nhau, và tất cả trên ruột của nó, bên phía trong ruột nhé, tất cả nó đều có mã cốt, mã vạch. Đấy, và ngày tháng sản xuất. Đấy, nó nằm ở bên trong vỏ, các bác không thể nhìn thấy được. Nhưng em đã cố tình tháo ra này. Đời 2018 được sản xuất vào ngày 31 tháng 1 năm 2018. Và tất cả những cái này của nó đều có mã cốt, mã vạch bằng hết. Đấy, và xét về tổng quan, côn của nó là zin 100% anh em nhé. Côn của nó là zin 100% luôn. Đấy. Và bây giờ thì em Hiền sẽ nói về cái tính năng cũng như là cái ruột gan cơ cấu của bộ micro này. Đây, cho các bác xem nhé. ProShow nhé, UHF. Đấy, và cái kính của nó thì là nó ở giữa, nó là một cái kính 3D. Đấy, nếu mà nhìn sơ qua thì các bác tưởng rằng là đây chính là một cái màn hình cực lớn phủ hết cái màn hình. Nhưng mà khi mà bật điện lên thì các bác nhìn đấy là nó sẽ là hai màn hình chứ không phải một màn hình nữa, đúng không? Và đây là cái đường cảm âm của nó đây các bác nhé, đường cảm âm đây. Và đây hai bên hai chiếc áp. Phải thật sự là nói các bác là nó quá là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem sơ qua về cái nội thất của thằng SHUO. Đấy. Đây các bác này, SHUO 575. Và con này của nó thì được sản xuất main của nó là vào tháng 9 năm 2017. Đấy, tay của nó thì có thể là sản xuất vào năm 2018. Đấy. Đời 2017-2018 hết các bác nhá. Và ở đây lý do tại sao em Hiền bảo là nó có cái mạch chống hú mà tại sao ở đây lại không thấy. Đây các bác này, cái chân chờ của cái mạch chống hú của nó là nằm đây các bác này. Đây chính là cái chân chờ của nó nhá. Những cái đời trước thì cái chân chờ, cái mạch chống hú nó sẽ nằm đây. Đấy, mạch hỗ trợ chống hú. Nhưng mà bây giờ sang những đời cao hơn thì nó sẽ cải tiến, nó bỏ cái mạch này. Đấy, và nó thay vào những cái con chở, những con linh kiện này các bác nhìn này. Đấy, nó chi chít chịt chịt. Nó nằm hết ở đây. Bởi vì ở trên những cái mạch chống hú của những cái dòng vang số cũng như là ở những dòng vang cơ mà các bác chúng ta quan sát thấy á. Đó, thì thường thường những
Cái mạch trung hú nó chính là những cái con trở lọc những tần số thừa, lọc những tần số xấu, những tần số nát. Đấy. Thì là nó sẽ đi qua tất cả những con trở, những con linh kiện ở đây. Đấy. Và đây chính là con IC tổng. Con IC tổng này sẽ có trách nhiệm để gọi là xử lý toàn bộ tín hiệu đưa qua những cái con IC 4558 này các bác này. Tất cả những cái con 4558 này này. Đây. Đấy, xếp hàng. Đấy, nó xử lý hàng loạt và đi qua những cái con trở nhỏ. Đấy, trở dán nhỏ đấy các bác này. Li ti như cái đầu tâm thì nó sẽ đưa ra một cái hệ thống âm thanh mà nó xuất ra đây là đường tổng nhá. Và đây hai dây giắc canon hai bên. Đấy, hai dây giắc canon này của nó là có tác dụng là chia tín hiệu dành cho hai bên. Và đây là toàn bộ là cái khu vực sóng. Đấy. Nếu mà để mà nói như các bác chúng ta nhìn thấy là những cái dòng mà mic mà nó đóng hộp ấy, nó đóng hộp inox ấy, thì con này của nó thì phải tầm khoảng gần bằng bàn tay các bác nhá. Và tất cả những con công suất này, khuếch đại sóng này, đấy, nó nằm nguyên một bên mà ở bên này của nó thì là toàn bộ cái khu vực này của nó là khu vực sóng. Đấy. Và nó chỉ có một cái nhân nho nhỏ chỉ bằng tầm khoảng bằng một cái ngón tay cái nó nằm bên trong này thôi. Đây là cái nhân của nó nha, nhân hộp sóng nhá. Còn toàn bộ ở đây là khu vực xử lý sóng này anh em. Đấy. Và ở đằng sau, đấy, tất cả của nó đây này, cái đầu này của nó là sản xuất năm 2017 này. Thì tương đối là toàn đời 2017, 2018 hết các bác nha. Và tất cả cái con này của nó đều có cảm biến gia tốc, có tự ngắt hết. Đấy, và xét về cơ bản thì con này của nó tiếng phải nói dùng hai từ là quá đẳng cấp. Tí nữa em sẽ test tiếng cho anh em nghe. Đây nha các bác nha, hai anten này, hai bên vẫn sử dụng nguồn IC và đây là cái tem cảnh báo này. Đấy, tem cảnh báo là chống giật này. Đấy, và chúng ta không nên sờ, không nên tháo, không nên chọc ngoáy vào bên trong này luôn. Đấy, và ở trên cái hệ thống com này để cho nó tránh nát tiếng. Đấy, thì các bác cứ để giúp em Hiền là ở cái hướng 12 giờ. Đấy, để giúp em Hiền hướng 12 giờ. Và khi về sử dụng ở gia đình thì các bác chúng ta giúp em Hiền là cắm ở một cái dây 6 ly ở đây. Còn bác nào thích tách riêng thì có thể là sử dụng hai giắc canon. Và đối với giắc 6 ly này, nguồn này, dây lai, chống lăn, chống sốc, em Hiền sẽ khuyến mại hết cho anh em luôn nhá. Đấy, và ở trên cái bo mặt đây các bác nhá, tất cả nó đều có tem kiểm định và nó có ngày tháng sản xuất đấy, của bên hãng KCS. Đấy, và nó sẽ có những cái tem QC. Tem QC là những tem kiểm định và ở bên này của nó sử dụng hai con IC rất là nhiều chân để xử lý cho hai kênh này. Và đối với dòng micro này thì nó có hệ thống xử lý về sóng sạch anh em nha. Nó có chế độ ken sóng sạch. Đấy. Cho nên là anh em chúng ta đi sử dụng vào những cái chương trình show, sự kiện, đám cưới cũng như là những show vừa. Đấy. Kể cả các bác sử dụng show lớn luôn, những dàn a day lớn luôn thì tiếng con này của nó cũng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đấy. Còn nếu mà để nói mà phân tích về cái chất lượng cũng như là cái đẳng cấp thì thật sự là anh em chúng ta cũng chỉ đạt đến mức độ là như vậy thôi. Đấy. Còn ở đây thì nó có tầm khoảng 3-4 bộ tay màu ghi. Đấy, tay màu ghi và tầm khoảng 7-8 bộ là tay của nó là màu vàng. Thì trong quá trình sử dụng thì tay chân của nó là đôi chút nó bị bạc màu. Đấy, em đã cho anh em dọn dẹp sơn si sạch, cực kỳ sạch đẹp. Đấy, và đảm bảo về cái chất lượng cũng như là cái đẳng cấp thì bây giờ thì em sẽ cho các bác xem nhá. Nghe qua về tiếng này. Alo, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Đây các bác nhá. Nếu mà nói mà cái mic mà chống hú thì nghe nó hơi lạ đời, nhưng mà đối với dòng SHUO mà mấy cái má này của nó là có hệ thống hỗ trợ cho chống hú các bác ạ. Đây các bác nhé. Có hệ thống hỗ trợ cho chống hú. Và bây giờ thì em nói các bác này, nếu mà để mà nói về cái loa đây này. Đấy. Nếu mà các bác cắm vào thì là thật sự là nó zip là chuyện bình thường đúng không? Cắm vào thì nó zip bình thường. Cho nếu mà để mà nói ở nhà mà các bác ngồi ở cái tầm như thế này. Đấy. Ở cái tầm như thế này thì nó thật sự là không hú không thít thì nó phải dùng một cái từ là nó cũng quá là đẳng cấp luôn. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ alo cho anh em nghe thử nhá. Alo, 6777. Đó. Các bác nghe giải số 2 tượng trưng cho giải chung nhá. Giải số 6 tượng trưng cho giải chép và số 7 sẽ tượng trưng cho giải bát. Alo, L. Đấy, giải chung anh em nhá. L 6 6 6 6 7 7 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 7. Đó, anh em nghe xem có copy không? Đây. Con này của nó thì không bao giờ bị nát tiếng. Đấy, và thật sự con này của nó có gia tốc, có tự ngắt và tay chân, và nói chung là nó rất là đẹp rồi. Đấy, rất đẹp rồi.
Và trong quá trình sử dụng thì đương nhiên là cái việc nó xước sát và phải dọn dẹp lại để cho nó đẹp. Tắt điện như thế này thì các bác cũng yên tâm là gần như là kể cả từ cái lấy pin. Đấy, từ cái lấy pin của nó thì những cái phòng hát này của nó là nó không bị bể. Đấy, nó không bị bể. Đấy, còn cái đương nhiên là cái lấy pin nó sẽ không ảnh hưởng gì. Đấy, mà ở trên cái main mạch này của nó còn có cả một cái chế độ reset ở nằm bên trong. Nói chung là con mic này cực kỳ hiện đại anh em nhé. Đấy, tất cả những cái chế độ mà nào mà nó hiện đại nhất, những tính năng hiện đại nhất nó đã được tích hợp trên con mic này rồi. Em alo lại lần nữa để báo giá cho anh em nhé. 67 8 9 10 2 3 4 5 6 7 7. Đây nhá, em chưa lắp dâu sóng và con này của nó thì thật sự là nó cũng thể hiện một cái độ đẳng cấp rất là cao. Đấy, và bây giờ thì em sẽ báo giá cho anh em. Bình thường bộ micro này thì em sẽ bán ra cho anh em với giá là 2 triệu. Đấy, em nói các bác là tiền nào của đấy thôi. Muốn mua rẻ hơn thì đương nhiên là chất lượng âm thanh nó sẽ giảm xuống. Còn đối với mic bãi nó chỉ chênh nhau khoảng 200-300 thì nó đã đạt sang một cái ngưỡng khác rồi. Đấy, giá bình thường của bộ micro này thì em sẽ bán ra 2 triệu. Và ngày hôm nay với cái giá tri ân em sẽ để cho anh em với giá là 1.800.000 đồng. Đấy, vẫn bao ship về tận nhà cho anh em. Đấy, 1.800.000 đồng và dành cho tất cả các bác là những người like video và đăng ký kênh nhá. Đấy, tất cả các bác like video và đăng ký kênh giúp em Hiền nhá. Đấy, còn ngày hôm nay. Đấy, ngày hôm nay thì tất cả các bác chúng ta hãy đăng ký kênh. Đấy, các bác hãy đăng ký kênh và các bác hãy ủng hộ em Hiền ở trên video này. Đấy, với mức giá là 2 triệu đồng. Đấy, nhưng mà sẽ giảm cho anh em 1.800.000 đồng dành cho tất cả các bác là những người like video và đăng ký kênh trước khi chốt đơn. Đấy, like video và đăng ký kênh em nha. 1.800.000 đồng đầy đủ phụ kiện và bao ship về tận nhà cho anh em luôn. Đấy, tay chân của nó phải nói đây này. Đấy, quá đẹp luôn, tay màu ghi này. Em gửi cho anh em bộ nào là anh em lấy bộ đó nhá, chứ đừng chọn màu nhá. Nói thật các bác chọn màu mà khi em gửi sai thật sự là nó rất là khó luôn. Đấy, nói lại nha, 1.800.000 đồng khuyến mại cho anh em 200.000, tức là bình thường giá 2 triệu nhưng mà để cho anh em giá 1.800.000 đồng dành cho tất cả các bác là những người đã đăng ký kênh. Và các bác chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, like video trước khi chốt đơn. Giá 1.800.000 đồng đầy đủ phụ kiện và bao ship về tận nhà cho anh em. Nhận hàng thanh toán nhá, không ai cần phải cọc kèo một xu một chinh nào luôn. Đấy, đảm bảo cho anh em, thứ nhất là hình thức, thứ hai là đầu thu. Đấy, còn cực kỳ là đẹp. Phụ kiện đầy đủ, nguồn dây lai chống lăn không thiếu gì anh em nhá. Rồi, một lần nữa xin phép dừng video ở đây. Và rất mong tất cả các bác là những người chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ em Hiền. Hãy dành 1-2 giây để like video nhá. Xin được kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.